Ở tập 71 sau khi Lâm Vũ trở về phòng thì kẻ bám đuôi cũng đã lộ diện và tỏ vẻ nguy hiểm khi nghĩ rằng chỉ với một con quỷ khế ước bình thường theo dõi thì có thể che giấu sự tồn tại hay có thể tiêu diệt được mên một cách dễ dàng. Chào mừng mọi người đến với tập 72 bắt đầu với trăm bạn minh tệ. Lâm Vũ liền nói, theo tao cả một ngày bây giờ mày cũng đã chịu lộ diện rồi à. Con quỷ bộc lộ toàn bộ vẻ hung dữ và dơ móng vứt trước mặt Lâm Vũ. Nó kêu một tiếng rất to và lao nhanh về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ nói với sức mạnh của một con kiến còn con mà mày dám giờ nanh vuốt trước mặt tao à? Lâm Vũ không một giây suy nghĩ, rất nhanh sau đó Lâm Vũ liền lấy ra một chiếc âm cụ đinh la hầu thất sát phóng thẳng về hướng con quỷ. Chiếc đinh cắm thẳng vào mặt con quỷ kêu chát một tiếng, con quỷ của tên đại pháp chỉ kịp kêu ối một tiếng và dần dần biến mất. Sau khi thu hồi chiếc đinh la hầu thất sát trở lại, Lâm Vũ nói đầu tiên là tiểu căn sau đó là đại pháp chúng muốn mang tới điều gì thú vị cho mình sao? Lâm Vũ liền ngắt dài và nói sau bài kiểm tra này mình nghĩ họ sẽ biết một chút ít về sức mạnh của mình. Công việc và mối quan hệ ngày mai giữa các nước chắc chắn sẽ rất là thú vị đây. Sáng hôm sau Lâm Vũ và ba người đồng đội của mình đang đi dạo trong nơi làm việc thì bỗng nhiên tên đội trưởng y người Mỹ chạy lại chắn trước mặt. Hắn tỏ vẻ mặt nham hiểm và nói xin chào phong đô đại đế. Nước Mỹ chúng tôi mong muốn hợp tác với ngài để đối phó với nước Anh và Hàn Quốc. Hắc Long liền tỏ bộ mặt khinh bì và nói đúng thật là trước đây chúng ta có quan hệ không tốt với nước Anh và Hàn Quốc. Nhưng bây giờ thấy bọn ta đã thiết lập mối quan hệ với cai ngục rất tốt. Người liền qua đây để lợi dụng chúng ta sao? Vấn Thiên ở đằng sau liền sầm mặt sùng nói, đây chính là một thỏa thuận hai mặt mà. Còn Thượng Thanh với vẻ mặt nghiêm nghị liền nói, đại đế anh hãy cẩn thận những tên người Mỹ này quá hung ác, tôi chắc chắn chúng không hề có ý tốt ngược lại nhất định có động cơ khác. Lâm Vũ liền tiến về phía trước và nói người được cung cấp cho con dao miễn phí tại sao lại không dùng. Chỉ cần người chắc chắn con dao của người không làm hại người thì người hoàn toàn có quyền tự quyết. Tên đội trưởng người Mỹ đưa tay về hướng của Lâm Vũ và nói, phong đô đại đế, Tôi nghĩ chúng ta có lẽ nên thành thật với nhau hơn. Tôi thấy mục đích của chúng ta đều giống nhau, đều muốn kiếm thật nhiều điểm nhất có thể. Nếu ngài muốn nhận được nhiều điểm hơn, thì hiện tại có quá nhiều đối thủ cạnh tranh. Vì vậy tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên liên thủ với nhau, để cùng đạt được mục đích. Lâm Vũ Liền hiên ngang hỏi móc lại Cain, ta nhớ không nhầm chúng ta cũng là đối thủ cạnh tranh nhỉ. Ta vẫn nhớ những gì mà ngài đội trưởng đã nói ở căng tin trước đây. Sau khi nghe thấy phong đô đại để đáp lại tên đội trưởng Cain chỉ biết cầm nín. Quê là quê là quê chúng mình quê quá nhưng với con người nham hiểm như tên này chắc chắn sẽ không bao giờ dừng lại khi đạt được mục đích hắn liền nói tôi biết trước đây nước mỹ của chúng tôi quá thân thiết với hai nước kia điều này khiến ngài không thể nào đặt niềm tin và tin tưởng vào chúng tôi nhưng vào buổi chiều nay tôi có một món quà bất ngờ dùng chính truyền thống của nước hạ để chứng minh sự chân thành của nước mỹ khi muốn hợp tác với nước hạ lâm vũ và đồng đội bước đi để lại tên đội trưởng Cà in lại một mình lâm vũ không quên để lại một lời hứa hẹn cho tên đội trưởng về vấn đề này ta cần hỏi ý kiến thêm của đồng đội ta ở nhà tù nữ sau đó chúng ta sẽ cho người câu trả lời Tiên ca in ngoái đầu quay lại với một nụ cười nham hiểm hẳn nói tôi mong rằng khi chúng ta gặp lại vào buổi chiều chúng ta sẽ mang đến cho nhau những tin vui sau khi trở về lâm vũ liền tụ họp toàn bộ đồng đội của nước hạ khi nhìn thấy lâm vũ bạch dạ liền nói phong đô đại đế tiểu niệm khuôn mặt dạng dỡ hồng hào khi thấy lâm vũ liền nói lâm ca sau khi thấy tiểu niệm một bên mắt phải băng bó lâm vũ liền lo lắng hỏi tiểu niệm mắt của em làm sao vậy Tiểu Niệm em thẹn trả lời để Lâm Vũ không phải lo lắng cho cô. Em không sao, Lâm Ca anh không phải lo, em, em không bị thương đâu. Khi thấy Tiểu Niệm ấp úng như vậy, Bạch Dạ liền đứng ra giải thích thay cho cô. Đại Đế, đôi mắt của Tiểu Niệm trở nên như thế này là để giúp chúng ta chia sẻ áp lực. Đêm qua tại nhà ngục nữ có xảy ra xô xát, tình thế có xảy ra mất kiểm soát. Hắc Nguyệt cũng giải thích cùng với Bạch Dạ ở nhà tù nữ. Ban đầu các cai ngục cũng rất lịch sự với chúng tôi, vì đã có sự can thiệp từ Đại Đế. Nhưng mọi chuyện trở lên căng thẳng hơn sau khi phó đội trưởng cai ngục nghe được những điều mà người Anh quốc và Hàn Quốc nói vào ban đêm, phó đội trưởng cai ngục trở nên thất vọng. Trước khi tắt đèn vào giờ ban đêm, hai nước Anh và Hàn Quốc đều hung hãn lao vào chiến đấu với nhau không rõ lý do. Người điều khiển quỷ cấp 6 là đội trưởng của Hàn Quốc cùng với người điều khiển quý cấp 5 Anh quốc. Đều ra tay cùng lúc. Phó đội trưởng cai ngục bắt buộc phải bước ra can thiệp cuộc chiến này. Tôi cùng với Hắc Nguyệt miễn cưỡng ra tay hỗ trợ. May mắn sao sức mạnh của tiểu niệm vượt xa sự mong đợi của cô ấy, và tiểu niệm bây giờ đã thực sự điều khiển được quỷ, chỉ có những lúc thế này tiểu niệm mới uy hiếp được đối thủ và bảo vệ bản thân mình khỏi nguy hiểm. Còn bảy đến 8 tên điều khiển quỷ cấp thấp đều bị tiểu niệm thổi bay hết. Sau khi mọi người kể lại về việc đã xảy ra cho Lâm Vũ nghe, thì tiểu niệm liền lên tiếng trấn an mọi người, "Mọi người yên tâm đây chỉ là phản ứng dữ dội của việc tôi vượt cấp và đã sử dụng khế ước. Tạm thời một bên mắt của tôi sẽ bị khỏi che khuất và sẽ hồi phục lại sau 3 ngày, nên sẽ không có gì phải lo lắng." Sau khi nghe thấy mọi người và Tiểu Niệm đã phải trải qua những sự việc đáng tiếc xảy ra Lâm Vũ trầm giọng buồn nói, "Xin lỗi Tiểu Niệm là anh đưa em đến phó bản nhưng lại không thể bảo vệ được em." Sau đó Lâm Vũ kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống rồi nói với mọi người rằng, "Phó đội trưởng cai ngục về vấn đề này tôi sẽ giải quyết, mọi người cứ yên tâm, tiếp theo, chúng ta hãy nói về tình hình của phía nhà ngục nam." Sau khi thấy Lâm Vũ nói vậy, Tiểu Niệm mặt hào hứng hỏi lại Lâm Vũ, "Lâm ca, anh muốn đối phó với cai ngục sao?" Chuyển cảnh phía bên trong khu mỏ lâm vũ bước vào bên trong thì đã thấy bốn con ác quỷ chạy ra để đón anh chúng liền nói đại đế Lý phú cư nói rằng anh đang tìm chúng tôi có phải không lâm vũ không quan tâm tới câu hỏi của chúng mà vào thẳng việc chính các người ở trong nhà tù đã đủ lâu liệu có biết các tù nhân nữ không nghe thấy lâm vũ hỏi về tù nhân nữ mấy tên ác quỷ như được gãi đúng chỗ người chúng liền đồng thanh một tên nói tôi biết có một số tù nhân nữ của nhà ngục rất nóng bỏng tên khác liền chen ngang đại đế anh có muốn liên lạc với họ không ạ à? Lâm Vũ liền cảm thấy cạn lời khi thấy mấy tên ác quỷ này lộ rõ bản mặt dâm dê ra thế này. Lâm Vũ liền rút ra một sức minh tệ đưa cho chúng và nói: Các ngươi còn nhớ những điều trước đây ta nói với các ngươi không? Tên ác quỷ gãi đầu và tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn hỏi lại: Đại đế anh muốn hành động chống lại con người sao? Lâm Vũ nói: Đúng vậy, người cũng thông minh đấy. Lâm Vũ ném sắp tiền về phía bọn ác quỷ và nói: Ngoại trừ những người trong danh sách lần trước ta đưa cho các ngươi xem, còn lại tất cả những người khác đều phải đánh đòn và nhận trừng phạt thật nặng cho ta ta muốn điều tương tự cũng xảy ra với bên nhà ngục nữ số tiền này các người hãy liên hệ với bên nhà ngục nữ để chiêu mộ những tù nhân có số má và hùng dữ nhất bên đó nếu làm tốt yên tâm ta sẽ thưởng thêm cho tất cả các ngươi mấy tên ác quỷ sau khi nghe lầm vụ nói và ném tiền về phía chúng tên thì dùng mồm bắt lấy tiền tên thì nắm chặt tờ tiền mặt tên nào cũng sung sướng hết lên đúng đúng đại đế đại đế chúng em chắc chắn sẽ không phụ lòng của ngài xin hãy tin tưởng chúng em chúng em nhất định hoàn thành nhiệm vụ thật tốt ngài cứ yên tâm đúng là có tiền mua tiền cũng được đúng không anh em sau khi ra bên ngoài khu mỏ lâm vũ thầy vấn thiên hớt hải chạy đến gọi to đại đế đại đế lâm vũ hỏi lại có chuyện gì xảy ra vậy vấn thiên mặt tỏ rõ sự sợ hãi lắp bắp nói tên ca in đội trưởng người mỹ ca in hắn hắn vấn thiên còn lắp bắp chưa rõ câu tên ca in đã đi về hướng lâm vũ và vấn thiên hai bàn tay nhuốm máu đang nhỏ từng giọt xuống đất hắn nói xin chào đại đế lâm vũ mặt không biến sắc hỏi hắn người đã xuống tay với người nào phải không Tên Cain sau khi nghe thấy Lâm Vũ hỏi hắn liền ngửa mặt lên trời nhe răng tự mãn nói, tên đại pháp của Hàn Quốc ha ha ha, và con ma khế ước của hắn cũng đã bị, bóng ma máu của tối hút cạn. Tôi chỉ thấy đáng tiếc khi không có mặt ngay ở đó để chứng kiến tận mắt sự việc, hoa nở đỏ rực, đẹp quá ha ha ha. Vấn Thiên với vẻ mặt nghi ngại nói với Lâm Vũ, người Mỹ quả biến thái, tất cả đều là con người, để có thể kết hợp với chúng ta hắn không từ mọi thủ đoạn, để có thể giết chết kẻ mà hắn đã liên kết trước đó, khi những người đó không còn khả năng tự vệ. Tên đội trưởng in không để ý đến lời nói của Vấn Thiên, thay vào đó không gian quanh hắn bao trùm toàn bộ màu đỏ của máu hắn nói: Thưa phong đô đại đế, tôi làm như thế này ngài có cảm thấy hài lòng với quy cách phục vụ và làm việc của tôi không ạ? À? Sau đó hắn đưa bàn tay nhuốm máu về phía Lâm Vũ khiến Vấn Thiên mặt còn đang chưa hết ngơ ngác và khó hiểu. Lâm Vũ tiến về phía trước và cười nhẹ khiến Vấn Thiên đứng đằng sau giật mình và hỏi: Đại đế, anh có biết hắn sẽ làm điều này không? Lâm Vũ không trả lời lại Vấn Thiên, anh suy nghĩ. Luật chơi của phó bản kinh dị bắt buộc mình phải giết một ai đó và mình sợ sớm muộn gì cũng phải nhằm tới một ai đó. Nhưng tuy nhiên, có một tên đào phủ tự nguyện dâng đến cửa xin phục vụ nên mình sẽ không cần bẩn tay nữa. Lâm Vũ tiền tới bắt tay với Cain và suy nghĩ hãy để Cain là con dao đồ tể của mình nào. Sự hợp tác này đánh dấu sự biến chuyển lớn của phó bản nhà tù này. Hãy cùng review chuyện nhanh cập nhật những tình huống mới nhất của bộ chuyện này ở các tập tiếp theo nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nếu như mọi người quan tâm cho chúng mình một like và một follow thông báo khi chúng mình ra tập mới nhất nha.